Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nghe các bạn. Ngày hôm nay mình nói về chia một số thập phân cho một số nguyên. Cái thứ nhất, các bạn phải biết số thập phân là gì. Ví dụ như 71,85 thì đây được gọi là số thập phân. Thứ nhất, các bạn nhìn vào phải có dấu phẩy nè, các bạn thấy không ạ? Dấu phẩy nè, trước dấu phẩy hay còn gọi là bên trái dấu phẩy, người ta gọi là phần nguyên. Bên phải dấu phẩy hay là phía sau dấu phẩy, người ta gọi là phần thập phân. Vậy số thập phân gồm có hai phần, thứ nhất đó là phần nguyên, thứ hai là phần thập phân, còn dấu phẩy thể hiện đó là số thập phân. Ok chưa? Tiếp theo mình lấy ví dụ về số nguyên, thì các bạn phải biết số nguyên được ký hiệu bằng chữ Z nha các bạn. Gồm những số sau đây, đó là 0, 1, 2, 3, chấm chấm chấm, và số đối của nó là -1, -2, -3, vân vân và vân vân. Ok chưa? Rồi, thì mình lấy ví dụ về phép chia số thập phân với số nguyên. Ví dụ như 22,1 chia cho -7, thì các bạn đừng để ý cái dấu trừ, các bạn cứ lấy 2,1 chia cho 7. Rồi bắt đầu, 2 chia 7 không được, ghi 21. 21 chia 7 được 3. 3 nhân 7 là 21. 21 7 x 3 đi, 7 x 3 21. Lấy 21 trừ 21 được 0. Vậy 2,1. Và các bạn đếm nè, quên nữa, bạn đếm sao dấu phẩy mấy số ạ? Một số đúng không ạ? Vậy bắt đầu đếm cái phần thương một số phẩy. Ở phía trước dấu phẩy không có gì hết, các bạn thêm 0. Vậy 2,1 chia cho -7 bằng 0,3. Và đây là cộng nè, không có dấu là dấu cộng, là dấu trừ, cộng chia trừ ra trừ. Ok chưa? Rồi, tương tự các bạn hãy giải và comment kết quả phép chia này giúp lợi. 4,56 chia cho 3. Rồi, bằng bao nhiêu các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.